Bản tin thời sự an ninh tối ngày 16 tháng 7. Bản tin hôm nay gồm những tin chính sau đây. Bình Phước khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh COVID-19. Bị xử lý vì đăng danh sách F1 không đúng sự thật. Truy nhanh đối tượng trộm vàng của hàng xóm. Đi chơi về tiện tay trộm máy xúc để bên đường. Bị tống tiền vì lộ clip khi sửa điện thoại. Tạo thầy bói giả để lừa tình lẫn tiền của một phụ nữ suốt 5 năm. Dân bức xúc vì hợp tác xã điện gom công tơ đấu nối chung một cầu giao. Nhiều cây ươi trong rừng đặc dụng ở Quảng Nam bị chặt phá. Kiên Giang xử phạt nhiều chủ phương tiện tàu cá vi phạm khai thác IUU. Cựu phó viện trưởng bị bắt vì tội nhận hối lộ vừa kêu oan. Về tình hình cụ thể, Bình Phước khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh COVID-19. Ngày 15 tháng 7, Thượng tá Ngô Thanh Hòa, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã ký quyết định số 161 DTTH khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Theo tài liệu của cơ quan chức năng, trước đó vào ngày 8 tháng 7, trên địa bàn thành phố Đồng Xoài phát hiện trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên. Đó là một phụ nữ kinh doanh hải sản tại chợ Đồng Xoài thuộc khu phố Xuân Bình, phường Tân Bình. Trường hợp này có yếu tố dịch tễ trực tiếp đi lấy hàng từ chợ đầu mối Bình Điền, thành phố Hồ Chí Minh về bán buôn cho nhiều tiểu thương trên địa bàn thành phố Đồng Xoài. Sau khi phát hiện ca F0 này, các cơ quan chức năng đã tổ chức điều tra dịch tễ theo quy trình, bước đầu đã truy vết được 15 trường hợp F1. Đến ngày 11 tháng 7, thành phố Đồng Xoài tiếp tục xác định thêm ca mắc COVID-19 thứ hai là một phụ nữ tiếp tục có yếu tố dịch tễ liên quan đến chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi được phát hiện, hai trường hợp mắc COVID-19 trên đã được cơ quan chức năng đưa đi cách ly, điều trị. Tuy nhiên, quá trình khai thác thông tin, cả hai trường hợp trên khai báo y tế không đầy đủ về yếu tố dịch tễ của mình, dẫn đến việc các cơ quan chức năng không kịp thời áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, khiến dịch bệnh lây lan phức tạp trên địa bàn thành phố Đồng Xoài. Tính đến 19 giờ ngày 5 tháng 7, thành phố Đồng Xoài đã có 10 ca F0, trong đó nhiều ca có liên quan đến hai ca dương tính này. Bị xử lý vì đăng danh sách F1 không đúng sự thật. Ngày 15 tháng 7, thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông cho hay, Công an huyện Đắk Mi đã mời lên làm việc đối với hai trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên Facebook liên quan đến COVID-19. Trước đó, Công an huyện Đắk Mi phát hiện tài khoản TV đăng tải thông tin liên quan đến dịch bệnh COVID-19 với nội dung Báo động nha, Đắk Mi ơi, đừng chủ quan, dịch tới rồi ạ. Kèm theo một danh sách có nội dung danh sách F1 ngày 14 tháng 7 năm 2021, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại. Qua xác minh danh sách trên là không đúng sự thật, bài viết đã thu hút nhiều lượt tương tác, gây hoang mang, lo lắng cho người dân trên địa bàn. Công an huyện Đắk Mi đã nhanh chóng xác minh và mời chủ tài khoản Facebook nói trên là của NTTV, sinh năm 1993, trú tại xã Đức Minh, Đắk Mi, và tài khoản Facebook GZTDM của PVT, sinh năm 1989, trú tại xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mi, là tài khoản đã chia sẻ bài viết sai sự thật. Tại cơ quan công an, chị V và anh T đã thừa nhận việc đăng tin, chia sẻ tin của mình về tình hình dịch COVID-19 trên mạng xã hội Facebook là sai sự thật và đã tự giác gỡ bỏ thông tin, đăng bài viết xin lỗi vì đăng tải và chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, đồng thời cam kết không tái phạm. Công an huyện Đắk Mi đang hoàn thiện hồ sơ đề xuất xử lý vi phạm đối với hai trường hợp này theo quy định. Truy nhanh đối tượng trộm vàng của hàng xóm. Ngày 14 tháng 7, Công an huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Anh Tuấn, sinh năm 2005, trú tại xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó vào ngày 8 tháng 7, Công an huyện Anh Sơn nhận được trình báo của gia đình anh LXM, trú tại xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, về sự việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 8 chỉ vàng 4 số 9, trị giá khoảng 45 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan điều tra Công an huyện Anh Sơn đã cử các trinh sát nhanh chóng phối hợp với Công an xã Lĩnh Sơn tiến hành xác minh, ra soát đối tượng nghi vấn. Theo trình bày của bị hại cũng như những chứng cứ thu thập tại hiện trường, Công an huyện Anh Sơn đã xác định đối tượng gây án là người trong địa bàn, thông thạo đường đi lối lại của gia đình bị hại. Đặc biệt, đối tượng còn nắm rõ nơi cất giấu tiền của bị hại và thực hiện hành vi một cách nhanh chóng, mau lẹ. Sau khi xác minh, giả soát, đồng thời dựng lên các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, Công an huyện Anh Sơn xác định đối tượng Đặng Anh Tuấn, sinh năm 2005, trú tại xã Lĩnh Sơn, là đối tượng nghi vấn số 1. Mặc dù mới 16 tuổi, nhưng Đặng Anh Tuấn là thanh niên lêu lổng, ham chơi, đua đòi, theo đám bạn bè bất hảo trong địa bàn. Sau khi xác minh, thu thập đầy đủ chứng cứ, Công an huyện Anh Sơn đã triển khai kế hoạch bắt giữ đối tượng. Tuy nhiên, theo thông tin từ các trinh sát cung cấp, từ thời điểm gây án đến nay, Tuấn đã bỏ trốn.
Yêu cầu đặt ra là các tổ công tác ngay lập tức phải triển khai xác minh, truy lùng và bắt giữ đối tượng Tuấn nhằm thu hồi lại tài sản trước khi đối tượng kịp tẩu tán. Sau một thời gian ngắn sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để theo dấu đối tượng, đến khoảng 16 giờ ngày 8 tháng 7, Công an huyện Anh Sơn đã bắt giữ thành công Đặng Anh Tuấn và thu giữ nguyên vẹn 8 chỉ vàng là tang vật trộm được của gia đình anh M. Theo lời khai ban đầu của đối tượng, Tuấn là hàng xóm chơi với nhà anh LXM, thỉnh thoảng sang nhà anh M chơi nên rất thông thạo đường đi lối lại của gia đình bị hại. Sau khi nắm được nơi cất giữ vàng của gia đình, Tuấn bắt đầu thực hiện kế hoạch trộm tài sản của mình. Lợi dụng lúc gia đình anh M đi vắng, Tuấn đã đột nhập nhà và lấy hết số vàng của vợ chồng anh M tích cóp bấy lâu nay. Sau khi gây án, Tuấn đã bỏ trốn và chuẩn bị tiêu thụ tài sản thì bị bắt giữ. Hiện Công an huyện Anh Sơn đang tạm giữ hình sự đối tượng, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Đi chơi về, tiện tay trộm máy xúc để bên đường. Sáng ngày 16 tháng 7, Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Trung, sinh năm 1972, trú tại tổ 4, thị trấn Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, Công an huyện Cẩm Xuyên tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Huy Dần, sinh năm 1990, trú tại thôn Lĩnh Sơn, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, về việc tối ngày 10 tháng 7, gia đình anh đã bị kẻ gian lấy trộm một chiếc máy xúc lật trị giá khoảng 200 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Cẩm Xuyên đã tiến hành điều tra, truy xét và xác định Nguyễn Thành Trung chính là đối tượng đã trực tiếp gây ra vụ trộm. Sau khi được vận động, Trung đã ra đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Trung khai nhận vào khoảng 22 giờ ngày 10 tháng 7, khi đi chơi ở xã Cẩm Trung về qua khu vực cây xăng xã Cẩm Sơn, thấy máy xúc lật của gia đình anh Dần để bên đường nên đã nảy sinh ý định trộm cắp. Trung đã lái chiếc máy xúc lật về cất giấu ở bãi đất trống để chờ cơ hội bán lấy tiền tiêu xài. Hiện Công an huyện Cẩm Xuyên đang hoàn tất thủ tục để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Bị tống tiền vì lộ clip khi sửa điện thoại. Ngày 15 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương cho biết đã điều tra làm rõ vụ cưỡng đoạt tài sản. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố bị can Mai Văn Hiếu, 17 tuổi, ở xã Nhật Tân, Gia Lộc và Nguyễn Văn Phượng, 17 tuổi, trú tại xã Thanh Tùng, Thanh Miện về tội cưỡng đoạt tài sản. Quá trình điều tra bước đầu xác định, tháng 3, NMN, 14 tuổi và TVG, 16 tuổi, cùng ở huyện Thanh Miện có quan hệ tình cảm với nhau. Trong quá trình này, cả hai đã dùng điện thoại di động quay lại. Khoảng đầu tháng 5, MN mang điện thoại đến nhờ Phượng sửa hộ. Lúc sửa máy, Phượng phát hiện thấy có lưu cảnh của N và G nên đã chuyển đoạn video này sang điện thoại của mình. Sau đó Phượng cho Hiếu cùng xem và cả hai thống nhất việc sử dụng đoạn video này để tống tiền các nạn nhân. Tối ngày 25 tháng 5, khi Hiếu đang nhận 3,5 triệu đồng của N, đã bị Công an huyện Thanh Miện bắt quả tang. Tạo thầy bói giả để lừa tình lẫn tiền của một phụ nữ suốt 5 năm. Chiều ngày 15 tháng 7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt giam bị can đối với Vũ Đức Hiệp, 38 tuổi, trú tại thôn Luật Nội Tây, xã Quang Lịch, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điều tra ban đầu cho biết hành vi lừa đảo của Hiệp được tiến hành liên tục trong hơn 5 năm qua. Cụ thể, từ khoảng năm 2016 đến nay, thấy chị TTTH, 39 tuổi, ở xã Bình Nguyên, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, rất tin vào bói toán. Vũ Đức Hiệp đã tiếp cận làm quen, sau đó tự tạo ra một nhân vật ảo là bà Lan, thầy bói, xem bói rất đúng và nổi tiếng và giới thiệu với chị H. Để thuyết phục chị H tin vào thầy bói ảo này, Hiệp đã tìm hiểu hoàn cảnh của chị H, rồi mua sim giác, nhờ người giả làm bà Lan, thầy bói, nhắn tin gọi điện phán vanh vách gia cảnh, tâm trạng của chị H, rồi vẽ ra câu chuyện bị vong nhập để yêu cầu chị này đưa tiền cho Hiệp, làm các thủ tục đi lễ, lễ tạ, đuổi vong nhập. Kết quả, chị H đã nhiều lần đưa tiền cho Hiệp, số tiền này được hắn tiêu xài, sử dụng vào mục đích cá nhân. Thậm chí, Hiệp còn tạo dựng việc y và bà Lan, thầy bói, bị Công an Hà Nội điều tra phải chi tiền cho Công an để moi tiền của chị H. Đến nay, số tiền Hiệp đã chiếm đoạt của chị H lên đến hàng tỷ đồng. Không dừng lại ở việc chiếm đoạt tiền bạc, Hiệp còn lợi dụng việc chị H nhẹ dạ cả tin, tình cảm gia đình, lại trục trặc để dụ dỗ, lôi kéo bị hại vào vòng xoáy tình ái với mình. Trong quá trình lừa cả tình lẫn tiền nêu trên, Hiệp cũng yêu cầu chị H phải giữ kín bí mật, không được để người thân, gia đình biết chuyện. Tuy nhiên sau đó, chị H và gia đình đã phát sinh nghi ngờ, kiểm tra và phát hiện bị lừa nên đã trình báo cơ quan công an. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Dân bức xúc vì hợp tác xã điện gom công tơ đấu nối chung một cầu giao.
Theo phản ánh của người dân, thời gian qua, Hợp tác xã Dịch vụ Điện Nông thôn Iafe, xã Iafe, huyện Krông Park, tỉnh Đắk Lắk đã gom nhiều công tơ điện đấu nối chung một automat, cầu giao điện. Điều này khiến cho gây phiền hà và bức xúc cho người dân vì một nhà bị sự cố là các hộ khác cũng mất điện theo. Nhiều hộ dân cho hay, khi họ phản ánh bất cập trên, nhân viên của hợp tác xã tỏ vẻ gay gắt, nói như vậy là đúng. Một người dân bức xúc. Tôi không hiểu nhân viên hợp tác xã nói đúng là ở chỗ nào. 3-4 công tơ điện dùng chung một cầu giao tổng, một nhà gặp sự cố, ngắt điện để sửa chữa, thì các hộ khác cũng bị mất điện theo. Nguy hiểm hơn, nếu hộ nào đó bị hỏng điện trong nhà, ngắt cầu giao tổng để sửa chữa, hộ khác không biết, tưởng cầu giao bị nhảy, chạy ra trụ bật lên, có phải vô tình làm người kia bị điện giật chết oan. Theo ghi nhận, tình trạng trên xảy ra ở các trụ điện dọc hai bên quốc lộ 26, xã Eafe, huyện Krông Park. Tại các hộp lắp đặt công tơ, đa số 3-4 hộ dân dùng chung một automat tổng. Ngoài ra, nhiều automat bị cháy, cũ kỹ và hoen kỉ vẫn được sử dụng, mất an toàn. Ông Hồ Duy Vinh, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Điện Nông thôn Eafe cho biết, vụ việc trên đơn giản nhưng do người dân không phản ánh trực tiếp đến hợp tác xã. Nếu có phản ánh thì hợp tác xã sẽ giải quyết. Thực tế là cầu giao ngoài tổng là không quy định, nhưng để đảm bảo an toàn cho khách hàng sử dụng điện khi sửa chữa đấu nối phía trong, hợp tác xã lắp thêm cầu giao. Theo luật điện lực thì không quy định mỗi hộ một cái, nhưng nếu khách hàng có nhu cầu thì hợp tác xã sẵn sàng đầu tư cho khách hàng một cái. Vì không quy định mỗi công tơ là một cầu giao, nếu khách hàng cần thì phải tự đầu tư, còn đối với hợp tác xã thì quy định 4 hộ một cái, vì cái này đằng sau công tơ. Nhưng nếu hộ nào xin lắp đặt riêng thì hợp tác xã vẫn lắp riêng để khách hàng dùng, ông Vinh nhấn mạnh. 4 công tơ điện của khách hàng đấu nối chung một automat, một nhà xảy ra sự cố thì 3 nhà còn lại cũng bị mất điện theo. Cũng theo ông Vinh, đối với cầu giao mất an toàn là đơn vị quản lý điện của hợp tác xã chịu trách nhiệm. Việc này, đơn vị vẫn thường xuyên đi kiểm tra, nếu khách hàng yêu cầu, xử lý ngay để đảm bảo an toàn. Ông Lưu Văn Khang, Phó phòng Quản lý Năng lượng, Sở Công Thương Đắk Lắk cho biết, trước mắt chúng tôi xin ghi nhận vấn đề này, sau đó chúng tôi sẽ phối hợp với Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Krông Park để kiểm tra, xem cụ thể sự việc. Hợp tác xã Dịch vụ Điện Nông thôn Eafe, người ta làm theo phương án tiết kiệm, theo quy định của ngành điện, thì tại mỗi công tơ phải có một cầu giao, sẽ bảo vệ an toàn cho hộ gia đình sử dụng điện. Nếu xảy ra sự cố thì cầu giao sẽ nhảy, chỉ mất điện một hộ đó thôi, không ảnh hưởng đến các hộ khác. Nhưng ở đây, hợp tác xã tính toán theo phương án tiết kiệm nên lắp một cầu giao chung có 3-4 công tơ điện. Nếu đúng như phản ánh, chúng tôi sẽ có văn bản chỉ đạo hợp tác xã, rà soát và chấn chỉnh, ông Khang nhấn mạnh. Cũng theo ông Khang, đối với những cầu giao không đảm bảo an toàn, Sở đã yêu cầu nhiều lần kiểm tra, nhắc nhở, góp ý với hợp tác xã làm tốt lưới hạ áp để giảm tổn thất điện năng trên đường dây, cung cấp điện cho người dân, đủ điện áp và không để xảy ra chập điện. Nhiều cây ươi trong rừng đặc dụng ở Quảng Nam bị chặt phá. Mới đây, người dân xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam phản ánh việc hàng chục cây ươi nằm trong khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi thuộc rừng đặc dụng bị chặt hạ. Theo chân người dẫn đường, chúng tôi băng ngang qua lòng hồ thủy điện Khê Diên, đoạn thuộc xã Phước Ninh, cùng lúc những tốp người lượm hạt ươi bên trong khu rừng đi ra ngoài. Tưởng chúng tôi là dân lượm hạt ươi, một người trong nhóm liền nói, bây giờ vô đó đến gốc thôi chứ ươi đâu còn. Sau khoảng 1 giờ đi bộ, chúng tôi bất ngờ trước những khung cảnh nhiều cây ươi cao khoảng 20 đến 30 mét trơ trụi không có lá. Theo người dẫn đường, chỉ một tháng trước, ươi nhuộm đỏ cả cánh rừng nhưng giờ đã khác hẳn, không tưởng tượng được. Theo ông Mai Văn Dưỡng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Bảo tồn Loài và Sinh cảnh Voi, huyện Nông Sơn cho biết, đầu mùa ươi, Ban Quản lý đã tổ chức tuần tra, kiểm soát, thành lập các trạm chốt quản lý cả trong lẫn ngoài, phối hợp với công an huyện đẩy đuôi ghe thuyền ra khỏi khu vực lòng hồ, canh giữ các chốt. Vào mùa, lực lượng thường trực ghi nhận có tình trạng người dân vào rừng dựng lán lều ở lại nhiều ngày để lượm hạt ươi. Mặc dù đã nhắc nhở người dân không được chặt nhưng vẫn xảy ra tình trạng chặt nhánh. Thật sự thì ban quản lý vẫn biết, vẫn nắm nhưng họ canh những lúc anh em đi vào rừng hoặc trời tối họ chặt. Có lúc phát hiện lúc 10 giờ, 12 giờ đêm họ còn ở trên ngọn cây rất nguy hiểm. Khi mình đứng đó, họ không xuống, để mình đi xa họ xuống rồi bỏ chạy, rất khó xử, ông Dưỡng nói. Nói về vấn nạn chặt hạ cây ươi, ông Dưỡng cho rằng diện tích lớn, lực lượng mỏng nên rất khó để kiểm soát hết. Qua rà soát, ban quản lý phát hiện gần 10 cây ươi bị chặt để lấy hạt, đường kính trung bình là 25-35cm. Đồng thời, ban quản lý sẽ tiếp tục kiểm đếm số cây ươi bị chặt hạ trong lâm phận. Mỗi tổ quản lý gồm 3.000 hectare, anh em di chuyển ra vào trong rừng. Có thể họ lợi dụng thời điểm này để chặt hạ, ông Dưỡng đặt giả thuyết.
Theo ông Dưỡng, dù ban quản lý cố gắng tuần tra, kiểm soát, bảo vệ cây ươi nhưng vẫn phụ thuộc nhiều vào ý thức của người dân. Đối với những người dân ở vùng cao, sống phụ thuộc vào rừng, họ hiểu lợi ích của cây ươi nên có ý thức giữ gìn. Còn những người xem cây ươi là loài khai thác một lần rất khó quản lý. Tình trạng chặt cành, hạ cây ươi chắc chắn là có, nhưng đã hạn chế hơn rất nhiều so với những năm trước đây. Trước mùa ươi, ban quản lý đã tuyên truyền rất nhiều, nhưng quan trọng là vẫn phụ thuộc vào ý thức của người dân, ông Dưỡng cho hay. Kiên Giang xử phạt nhiều chủ phương tiện tàu cá vi phạm khai thác IUU. Trong hai quý đầu năm 2021, tỉnh Kiên Giang xử lý 16 vụ với 42 đối tượng tại 21 tàu cá vì có hành vi vi phạm quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, thu tổng số tiền là 4,4 tỷ đồng. Theo Ban Quản lý chỉ đạo tỉnh Kiên Giang về IUU, hoạt động khai thác trên địa bàn diễn biến phức tạp, chống khai thác IUU của tỉnh chưa đạt yêu cầu đề ra, chưa ngăn chặn triệt để tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, khai thác hải sản trái phép. Riêng quý 2 năm 2021, Kiên Giang đã xảy ra 22 vụ với tổng số 30 tàu cá bị nước ngoài bắt giữ và có dấu hiệu vi phạm vùng biển nước ngoài. Xử lý tàu cá có dấu hiệu vi phạm vùng biển nước ngoài của đơn vị chức năng tại tỉnh còn nhiều bất cập, hạn chế, chưa chuyển biến tích cực. Nguyên nhân là do lực lượng điều tra xác minh hạn chế về chuyên môn, thiếu kinh nghiệm trong điều tra, đấu tranh với đối tượng vi phạm, phối hợp giữa lực lượng có liên quan chưa chặt chẽ, cung cấp chứng cứ còn yếu, khó xử lý. Nhiều chủ tàu, thuyền trưởng vi phạm, cố tình trốn tránh trách nhiệm, quanh co, không thừa nhận, xóa bỏ nhật ký hành trình trên các trang thiết bị hàng hải, tháo gỡ các thiết bị giám sát hành trình để chịu xử phạt hành vi khác. Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài còn nhiều bất cập và hạn chế. Phần lớn là các trường hợp vi phạm bị xử lý chưa nộp tiền phạt theo quy định. Thời gian tới, tỉnh yêu cầu Bộ đội Biên phòng chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tìm giải pháp phù hợp, nâng cao hiệu quả điều tra xác minh, tham mưu xử lý tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Trong đó, chú trọng phối hợp với Công an tỉnh tập huấn nâng cao trình độ điều tra xác minh cho cán bộ, chiến sĩ tham gia điều tra xác minh, tăng thêm cán bộ giỏi chuyên môn nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ này. Qua theo dõi, giám sát hoạt động của tàu cá trên biển, cơ quan chức năng đã phát hiện 236 trường hợp tàu cá vượt ranh giới cho phép trên biển, hơn 2.000 trường hợp tàu cá mất tín hiệu kết nối trên biển, chiếm 55,5% số tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Nguyên nhân chủ yếu là do thuyền trưởng chưa quen sử dụng thiết bị, chưa nhận biết cảnh báo của thiết bị khi tàu cá vượt biên giới trên biển, lỗi của phần mềm hệ thống không phát cảnh báo khi tàu cá vượt biên giới trên biển, mất kết nối do lỗi kỹ thuật của thiết bị mà nhà mạng không xác định được nguyên nhân. Nhà mạng ngưng cung cấp dịch vụ do ngư dân không đóng hoặc trễ hạn đóng phí thuê bao. Một số trường hợp thuyền trưởng còn cố tình vô hiệu hóa hoạt động của thiết bị khi hoạt động trên biển. Chủ tàu cố tình để thiết bị trên bờ và vô hiệu hóa thiết bị, sau đó tìm cách đưa tàu ra biển hoạt động. Chi cục Thủy sản Kiên Giang đã làm việc với 149 trường hợp tàu vượt ranh giới biển và mất tín hiệu trên biển quá 10 ngày. Xử phạt vi phạm hành chính 89 trường hợp với số tiền 1,65 tỷ đồng cho các hành vi vi phạm, như là không duy trì hoặc là vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình, không thực hiện quy định trong trường hợp thiết bị giám sát hành trình bị hỏng. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý nhà nước vẫn thiếu kiên quyết trong kiểm tra, giám sát, xử lý các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm hành chính liên quan đến thiết bị giám sát hành trình. Do đó, tỉnh sẽ thành lập đoàn thanh tra về nội dung liên quan đến lắp đặt, quản lý, sử dụng thiết bị giám sát hành trình tàu cá để có cơ sở xử lý, đề ra giải pháp phù hợp, hiệu quả hơn, ban hành quy chế, quản lý, khai thác, sử dụng, xử lý thông tin, dữ liệu hệ thống giám sát hành trình tàu cá của tỉnh. Qua đó, xác định trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị có liên quan để phối hợp thực hiện nhiệm vụ tốt hơn đối với lĩnh vực thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Ngành chức năng cũng đẩy mạnh điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân, tổ chức đường dây môi giới đưa tàu cá và ngư dân khai thác thủy sản trái phép vùng biển nước ngoài với tinh thần kiên quyết ngăn chặn, chấm dứt tình trạng khai thác IUU trong thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành nhấn mạnh, tỉnh sẽ bố trí đủ nguồn lực, nhân sự có chuyên môn nghiệp vụ cũng như là kinh phí phục vụ cho việc chống khai thác IUU. Ngành chức năng cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên biển, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, đặc biệt là chú trọng trong khâu lập hồ sơ xử lý vi phạm phải đảm bảo thật đầy đủ thủ tục, chặt chẽ. Tỉnh Kiên Giang chú trọng thực hiện chỉ thị số 17 CTTTG ngày 24 tháng 6 năm 2021 về cơ chế phối hợp liên ngành giữa các ban bộ ngành và Ủy ban Nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển trong trao đổi, xử lý thông tin nhằm ngăn chặn tiến tới chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định ở vùng biển nước ngoài.
Theo đó, ông Lâm Minh Thành yêu cầu các huyện, thành phố, nhất là các địa phương ven biển phải phối hợp với các cơ quan liên quan, tiến hành rà soát, lập danh sách đầy đủ đối tượng làm nghề khai thác thủy sản trên địa bàn quản lý để giám sát chặt chẽ, tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức sâu rộng trong cộng đồng, vận động chủ tàu cá và ngư dân không vi phạm đánh bắt trái phép ở vùng biển nước ngoài. Cựu phó viện trưởng bị bắt vì nhận hối lộ vừa kêu oan. Ngày 15 tháng 7, bị can Nguyễn Xuân Đức, 42 tuổi, cựu phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, đang bị tạm giam tại trại giam Quân đoàn 3, tỉnh Gia Lai. Trước đó, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao khởi tố bắt tạm giam ông Đức 4 tháng để điều tra về tội nhận hối lộ. Hồ sơ ban đầu, ông được phân công thực hành quyền công tố và kiểm soát xét xử vụ án DVT phạm tội lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian đầu năm 2020, ông Đức đã nhiều lần hẹn gặp ông T và vợ ông là bà TTLQ. Ông Đức đã nhận của vợ chồng ông T số tiền hơn 100 triệu đồng. Đổi lại, ông Đức hứa giúp cho ông T hưởng án treo hoặc án nhẹ hoặc tù giam không quá 9 tháng. Tuy nhiên, sau đó, Tòa án Nhân dân thành phố Bảo Lộc đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Thơm 2 năm 10 tháng tù về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Cho là ông Đức không thực hiện được lời hứa nên bà Quy đã làm đơn tố cáo. Được biết, ông Đức kêu oan về hành vi nhận 100 triệu đồng. Đồng thời, vợ bị can này đã mời luật sư của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội bảo vệ cho chồng. Bản tin của kênh TV 24 giờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.